Dũng chào các bạn. Hiện tại Dũng đang ở Củ Chi. Đây là khu vực Mỹ Quỳnh Safari, là một nơi giống như là một nơi du ngoạn, như là mình nói đại khái giống như sở thú các bạn, nhưng mà nó là một khu du ngoạn ngoại cảnh, xem những cái khu vui chơi trẻ em và những cái nơi mà người ta có những loài thú hoang dã mà mình ngồi trên xe mình đi chạy vòng vòng rồi thú sẽ ở sát bên cạnh mình. Mình chỉ nghe nói vậy nhưng mà chưa review, mình sẽ vào bên trong cho các bạn xem. Vào cổng một vé thì một người là 100.000 Việt Nam đồng các bạn, và sẽ có xe điện hướng dẫn cho mình đi vào bên trong, có nơi hồ bơi, hồ tắm luôn. Đây là người thân đã đi người đi qua rồi thì sẽ đưa mình tới nơi này. Nó là khu vực từ Sài Gòn đi tới Củ Chi và từ Tây Ninh đi hướng về ngứa lại Củ Chi. Địa điểm này ở đây thì rất là còn hoang dã, nhưng mà tại vì nó quá rộng nên cho nên người ta đầu tư đã nơi là khu du lịch. Nó cũng còn với sơ khởi thì mình cũng quay để cho các bạn xem ha. Đây nó là một khu safari, là có những động vật hoang dã rất là hay. Nó không phải như là sở thú ở Sài Gòn View mà mình thấy trong chuồng, mà cái này người ta thả ra đi bên ngoài luôn. Thì các bạn sẽ đồng hành với mình đi vào bên trong nha. Đây gia đình mình đang mua nón để mà đội và tránh nắng. Gia đình bậc 8 mà mình gọi cho vui. Rồi bây giờ mình vào cổng ha. Chờ đi vào bên trong. Có voi, có ngựa, có zebra, có hippo, có lion, có buffalo. Những cái con nào mà để đây thì chắc sẽ có bên trong này. Đây là bản đồ tham quan, cũng lớn quá. Bây giờ khu vực này rất là xa là phải chờ xe nè các bạn. Theo thì bản đồ thì mình thấy là có khu trò chơi ngoài trời. Tuấn ơi, đây coi cái map rồi Tuấn. Coi cái map này coi nè. Nè Tuấn coi nè Tuấn, khu trò chơi ngoài trời có viên nước nè Tuấn. Tuấn, hư here, look. Adu, khu safari bang hoang dã nè Tuấn. Trò chơi trong nhà nè, công viên khủng long nè Tuấn. Trạm đón xe điện. Đó. Yeah. Và bây giờ xe điện tới, tại nó quá xa cho nên phải đi xe điện để mà vào bên trong các bạn. Đó. Giao thư. Này mẹ con. Gia đình đi xe này. Bác Tài mình ngồi trước được không? Okay. Rồi cảm ơn hỏi em. Rồi mọi người lên xe ha, đi tham quan ha. Đây là nước là cái đối với mình ở khu vực này, cho mình thẳng mình quay mình chia sẻ các bạn nha các bạn. Rồi xe mình di chuyển luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ xe sẽ đưa vào bên trong. Rồi bên trong có gì mình cũng chưa biết thì các bạn đồng hành với mình nha. Dạ rồi, đầu tiên là em sẽ giới thiệu sơ sơ để cho gia đình mình tiện đi ha cả nhà nha. Ở đây thì ngoài khu vực thú ra mình còn những khu khác. Nó nằm phía bên tay trái em bên này ha. Bên này mình còn khu cá coi, bonsai, khu trò chơi trong nhà, khu resort, công viên nước, trò chơi ngoài trời ha. Đó là những điểm cái vé xe điện hồi nãy trung chuyển cho mình đi bằng xe. Còn riêng khu vực vườn thú này thì mình có 3 cách để mình di chuyển nha. Mình tham quan thành phố New York trước mặt mình ha. Dạ, còn bên tay trái của em là đây là nơi lối vào khu bán hoa giả ha. Chỗ này là dốt người thả thú, rồi mình sẽ đi trên chiếc xe lồng. Đây hình ảnh thực tế ở đây. Dạ, riêng khu vực vườn thú này thì nó khá là rộng ha, cho nên mình có 3 cách để mình di chuyển và tham quan trước mặt mình ha. Cách là em sẽ là người đồng hành chở mình đi trong khu vực vườn thú này để mình tham quan hết trong khu vực thú nuôi dốt ở trong này. Dạ, khi mình tham quan xong anh chị mình ra trạm xe điện này giùm em ha, là sẽ có xe tụi em chở qua những khu bên kia. Nếu mà mình thuê xe điện. Gia đình ha, gia đình tới đây là mới tới trạm 1 của vườn thú Mỹ Quỳnh Safari. Gia đình sẽ xuống trạm 2 xuống bán hoang dã. Gia đình xuống sâu bên trong á, chúng ta sẽ tham quan cái thú nhốt.
sâu bên trong nữa nó có cái chợ chèo thuyền kayak câu cá sấu giải trí. Thì cái vườn thú của chúng ta rất là rộng lớn. Gia đình một là hợp đồng cái xe điện này, tài xế chở đi và tư vấn cho gia đình mình tham quan từng điểm một ở trong cái vườn thú. Người ta dừng đổ theo ý mình. Gia đình có nhu cầu vô nhà hàng ăn uống, tài xế sẽ chờ bên ngoài. Ví dụ chúng ta đi bán hoang dã, tài xế sẽ chờ chúng ta ở cái trạm 2. Khi mình ra bán ra rừng cho cọp ăn, cho sư tử ăn xong, người ta chở vô lại xe điện sẽ đón chúng ta đi. Xe điện không 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 đưa mình vô cho cọp ăn hả? À, đi xe khác vô. Xe lồng. À? Rồi hiểu rồi. Xong chúng ta tham quan cho cọp ăn xong, xe lồng sẽ thả chúng ta ở chỗ cái trạm 2. Thì tài xế sẽ vô đón chúng ta đi tham quan khắp nơi trạm 2. Thì tài xế sẽ chở ra cái khu tê giác trắng châu Phi, xong người ta chở ra đây là hết dịch vụ. Rồi. Ra đây sẽ có xe điện khác chở chúng ta qua công viên nước, tham quan 4 điểm bên công viên nước bằng xe điện, xong người ta chở chúng ta ra cổng về bằng xe điện. Ủa chứ xe này không chở mình tới luôn công viên nước hả? Dạ được luôn. Xe này mình thuê mà tài xế rảnh sẽ chở chúng ta qua công viên nước. Hỏi đi vòng vòng xe khác chi? Dạ. Anh chở tôi luôn đi, đúng không? Dạ thường. Dạ rồi. Mình... Tôi muốn đi chiếc này thôi, tôi muốn đi chiếc xe điện trời xe nào hết. Tôi cũng trả cho anh một cái chọn gói 1 triệu đó thôi. Ở đây những cái dịch vụ như thế này các bạn đi là mình thầu nguyên cái xe này luôn, mình thầu nguyên cái xe này luôn thì họ sẽ chở mình đi suốt trong quá trình ở khu du lịch này. Dạ. Thì mình muốn đi đâu thì bác tác tài này sẽ làm hướng dẫn viên cho mình và sẽ dừng chân tất cả các trạm giải trí để mà chờ mình. Mình chơi xong mình lên xe, họ sẽ chở mình đi về chỗ khác. Mình không cần phải thuê những xe đạp điện này đạp vòng vòng, tức là mỏi giò. Đây là cái xe thuê bao của mình mà mình thuê cho cả gia đình trải nghiệm đây nè các bạn. Đó. Rồi đó là như vậy các bạn. Ok, bây giờ các bạn đồng hành với mình nha. Ở đây thì một bịch bấm kinh mình mua là giá 10k. 10.000k. Rồi mua về cho thú ăn rồi các bạn. Cái bịch gì đó. Cho thú luôn phải mình ăn đâu nha. Ồ dê nè Diễm ơi, dê nè Diễm ơi. Dê lùng. Thư thư go thư lúc 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 hello hello thư go thư wow bẻ là nó to quá ô rồi các bé dê này là đi theo mình để ăn mấy con mà có cái chấm bi màu trắng mấy con đó là lốc thơ còn mấy con lốc thơ nghe là con nê Mỹ Quỳnh ơi Mỹ Quỳnh Mỹ Quỳnh là gì ta Mỹ Quỳnh là gì hay quá kia đứa quầy lại ăn đó tưởng trang đi con không sao đâu con nó hiền mà con các bạn thấy rất là dễ thương ha, rất là thân thiện các bạn. Nếu có trải nghiệm thì tới cái khu safari tên gì quên là ta Quỳnh safari Mỹ Quỳnh các bạn đó, cảm giác này là mấy bé nhất là con nít là rất là mê, trẻ em là cảm thấy rất là thân thiện. Người lớn như mình thì sao cũng được hết, nhưng mà các bạn cảm thấy không, nơi rất là dễ thương, không có cắn đâu, nó là phút thôi. Thư thấy thư thích không con? Cất về miếng tí nó cho ăn nha em. Dạ. My friend. Bye bye. Các bạn thấy dễ thương đó ha. Ở đó là ngựa vàng này các bạn, hai con ngựa vàng này các bạn, zebra. Wow. Em Tư.
Wow, đứng im ru luôn. Giống người giả ha. Ừ, anh đứng im ru ngắt luôn. Đó. Có nhiều người. Gặp mấy kia nó lấy nè thông bắn nữa cái bài chạy. Nãy em kêu nó thử cho nó ra. Hai con ngựa bằng. Đó cái đầu lắc đó. Giống giả quá ha. À. Nha. Xuống. Các bạn trẻ, các bạn trẻ đi đi xe đạp nè, thấy không? Thư giãn nè, thấy không? Mình quay bà bé gấu ha. Cho ăn đi, còn thức ăn không? Con nó nằm ngủ rồi bà, ở dưới nước à. Cưng không? Cưng không? Các bạn nhớ khi đến địa điểm du lịch này, các bạn thuê bao nguyên cái xe này các bạn, để mà đi cho thoải mái. Thì tài xế sẽ dừng bất cứ địa điểm nào các bạn muốn để mà dừng chân lại để xem, rồi sau đó tài xế chạy tiếp những địa điểm kế tiếp, rất là lý tưởng. À, hôm nay trời rất mát. Ở đây là chuồng của gấu ngựa. À, đây các bạn, nó thuộc là giống dâu gấu ngựa, đầu ngựa nè các bạn. Con gấu này có nanh không anh? Có. Hai thơ. Hello thơ. Hi. What? Bear. Yes. Là gấu ngựa là có cái à, phía sau mình là một con leopard, là con một con báo đen rất là hiếm các bạn ở Việt Nam mình. Leopard. Nó báo là con leopard, nó có rằng rằng. Cái này gì đây? Cầu nó bự. Đây là chuồng cọp các bạn. Hụ cái chân đó. Các bạn trẻ đang đạp xe vô ngoạn đây. Báo đen các bạn. Đi vệ sinh. Đang đi chuẩn bị vệ sinh á. Anh đi vệ sinh. Nhìn là biết rồi đó. Tập tính của mèo mà. Nó họ mèo. Wow, baby nè. Papa. Baby có 4 con hổ con. 3 con vàng và 1 con. Ủa là mình nuôi con mẹ cái đẻ ra luôn con con luôn. Kè cắn nghe cắn là gốc cây đó. Dạ, nó nằm ở, nó có một con nó nằm ngay chỗ này nè, nó nằm cát dách nè. Cũng đừng nè, thôi nè, sợ. Trời ơi, sư tử đẹp quá. Cái mặt đúng chưa? Buồn. Buồn dữ quá. Ui, là. Còn cái con hồi nãy là con gì? Con báo hả? Báo, báo đen. Báo quá. Ở đây là khu vực lạc đà các bạn. Con đà lạc. Lạc đà. Đà lạc. Oh my God. Nhìn cái chân nó giống đà điểu ha. Nhưng mà đứa vậy hả? Ờ. Ôm. Nam Linh Dương đâu Nam? Nam ơi. Nam Linh Dương đâu?
không thấy hả? Chẳng hay xong luôn. Cái giống này giống con cỏ mà. Ủa. Chắc đi Sài Gòn khám bệnh nè, em chạy được không? Chiều 4 giờ. 4 giờ khuya nay nè. Ta đi cứ ngồi á. Đã coi lạc đà xong rồi, bây giờ phải đi vào những cơ quan khác các bạn. Hổ. Bên này tràn nhà hổ không? Dạ bác sĩ đây đi đâu ạ? À? Đi đâu thế? Bye bye. Nó đi lạc đà. Nhạc đà. Cái bé này chưa cho ăn thì em cho nó một cái. Dạ. Ơi con nó cũng cãi nữa kìa. Thôi con muốn cho ông Thư nè. Thôi cho lên xuống hoài Diễm ơi, em cho đi. Anh hơi sợ. Con này con gì? Cái sừng. Dương Dương. Dạ con này là con dê á. Dê lùng giống dê lùng. Dê lùng ngoài ngoài á. Dạ. Ôi cái mặt cái này dễ thương nè. Mày giống con đực á. Tội cái kiểu màu lông với kia tội hơn kia. Dạ, đàn ơi, bà xã mình đang cho là đàn. Anh giao em 12 năm rồi.